làm thế nào để kinh doanh online thành công Xin chào, tôi là Phạm Xuân Trịnh Hôm nay tôi sẽ bật mí cho các bạn biết cách để giúp cho chúng ta kinh doanh online thành công Như các bạn đã nhận biết được Khi chúng ta lên trên mạng Internet Chúng ta cần phải tạo ra cho mình một cái sản phẩm Tên của nó là sản phẩm thông tin Tôi ví dụ như sau Chai dịch chiết Anagin này Là một trong những chai thuốc có tác dụng tiêu viêm hạ sốt giảm đau khi các bạn pha chung chai dịch chiết anagin này với vaccine INT các bạn nhỏ trực tiếp vào mắt của con gà chỉ sau khoảng 2 đến 4 giờ đồng hồ con gà đã sẽ hết triệu chứng của bệnh INT vậy là các bạn đã nhìn thấy cách Xuân định tạo ra sản phẩm thông tin hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả các bạn đúng không vậy thì nếu mà các bạn chưa biết kinh doanh online bắt đầu từ đâu việc đầu tiên các bạn hãy tạo ra hàng nghìn hàng nghìn những sản phẩm thông tin dành cho thị trường của các bạn vào một lúc nào đấy khi các bạn gửi thông tin này đến 1.000 người thì sẽ có khoảng tầm 20% những người quan tâm đến thông tin này một nghìn 20% tức là 200 người quan tâm đến sản phẩm thông tin của bạn và 200 người này trong đó sẽ có 20% họ quan tâm thực sự đến sản phẩm thông tin của bạn vậy thì 2 nhân 2 bằng 4 có nghĩa rằng cứ một nghìn người các bạn sẽ có khoảng 40 người mua sản phẩm dịch vụ của bạn đó là một điều vô cùng tuyệt vời đây là một trong những công thức mà Xuân Trịnh đã làm liên tục liên tục trong rất là nhiều năm qua để có thể tạo ra được cái thông tin lớn nhất trên thị trường. Vậy thì người cho đi thông tin lớn nhất trên thị trường, đó chính là người chiến thắng. Bạn đừng có sợ hãi rằng Xuân Trịnh đã đi trước bạn rất là nhiều. Làm không, tất cả mọi thứ nó đều là những cái hành động rõ ràng để tạo ra kết quả. Vậy thì bạn đừng có sợ hãi rằng bạn đi sau tôi. Nếu mà bạn thuộc đội nhóm của tôi, bạn kết nối cùng với Phạm Xuân Trịnh. Tôi khẳng định tôi sẽ bắt tay chỉ việc để giúp cho các bạn trở thành một trong những người có giá trị lớn nhất trên thị trường và quan trọng nhất bạn sẽ giúp được nhiều khách hàng hơn bạn có data lớn hơn và khi đó tiền bạc nó sẽ đến với bạn nhiều hơn và đương nhiên bạn sẽ là người thành công tiếp theo sau phạm xuân trịnh cảm ơn quý anh chị em đã xem thông điệp này kính chúc anh chị em mạnh khỏe và hẹn gặp lại anh chị em vào video clip sau xin chào và hẹn gặp lại